là một trong số gần 11.600 hộ gia đình ở huyện Định Hóa được cấp phát đầu thu kỹ thuật theo quyết định 2451 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng sau gần 5 năm sử dụng, hàng ngày ông Hoàng Minh Chu vẫn có thể xem được các chương trình truyền hình. Đến bây giờ là mấy năm nhưng mà vẫn bắt tốt. Bây giờ bắt được 9 đến 11 kênh. Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 73,6% tổng dân số toàn huyện. Để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn, hàng năm huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lồng ghép các chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các chương trình, chính sách đối với vùng ATK, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi. Nổi bật là các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo động lực để người dân phát triển kinh tế. Cái máy này hình như không nhầm là 2 năm rồi thì phải. Hiệu quả là tốt, chạy khỏe. Trong cái thời gian tới thì địa phương cũng đề nghị là các cấp quan tâm, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cái đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hỗ trợ các cái dự án nó có hiệu quả thiết thực hơn, hỗ trợ cái nguồn vốn nó cao hơn. Nếu như năm 2016, tổng số hộ nghèo, người dân tộc thiểu số của huyện Định Hóa là trên 4.600, thì đến hết năm 2020, con số này là trên 1.200. Nhìn vào kết quả đó, cho thấy những thành quả lớn lao từ các nguồn lực thực hiện chính sách tác động đến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Thể hiện rõ nét nhất là diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.